Hey, chào các bạn, mình là Đạt. Hôm nay mình sẽ tiếp tục bài lập trình C cộng cộng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sâu hơn một tí nữa về biến, cách khai báo một cái biến như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy cách khai báo biến kiểu dữ liệu là kiểu integer. Hôm trước mình hay viết integer a như thế này, thì bây giờ mình sẽ ghi integer a bằng 3, mình cho nó một cái giá trị luôn, và mình sẽ khai báo một biến khác là integer b, và mình không khai báo giá trị cho nó ngay, và c sau đó mình sẽ cho nó là bằng 2, ví dụ như thế này. Thì ở đây nó khác nhau như thế nào? Khác nhau là ở biến a này, khi nó được khởi tạo, nghĩa là được tạo ra, thì nó sẽ được gán, cái phép nó là phép gán, gán thì giá trị là bằng 3 luôn. Còn cái này thì không, nó không được khai báo một cái giá trị gì ở đây cả. Thì nó sẽ có một cái giá trị gọi là giá trị rác, người ta gọi là giá trị rác. Nhưng mà hiện giờ thì mình đang sử dụng Visual Studio, thì Visual Studio nó sẽ chỉnh sửa một chút, nó sẽ cho cái thằng này một cái giá trị bất kỳ, nhưng mà vậy bất kỳ này nó cố định nó sẽ là như thế này. Hôm trước mình đã nói với các bạn nghe là cái biến á, nó là giống như một cái hộp vậy đúng không? Nó chứa dữ liệu, mình cứ hiểu là nó chứa dữ liệu cũng được. Có một cách khác để mà sau này mình sẽ không nói nó là một cái hộp chứa dữ liệu nữa, bây giờ mình sẽ nói là một cái hộp chứa dữ liệu. Thì khi mà mới tạo ra thì cái hộp này nó vẫn chứa dữ liệu gì đó, mà dữ liệu đó là nó không có cố định, dữ liệu đó là dữ liệu rác, dữ liệu nó tầm bậy, tất cả cái một cái số là bất kỳ. Nhưng mà khi lập trình ở Visual Studio á thì nó sẽ là một cái giá trị cố định để cho cái việc lập trình nó đơn giản hơn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy là sự khác nhau của nó ha. Thì khi mà thằng A được tạo ra nè, giá trị của nó là bằng cái gì, và thằng B khi nó tạo ra thế này, giá trị của nó là bằng cái gì. Thì bây giờ mình đặt một cái breakpoint ngay chỗ này, là một cái điểm dừng khi mà chạy chương trình nó sẽ dừng. Thì ở đây mình bấm F9, F9 để nó dừng lại. Sẵn đây mình sẽ chỉ các bạn cách debug một cái chương trình như thế nào. Debug có nghĩa là mình kiểm tra chương trình có lỗi hay không, rồi xem thử chương trình nó chạy như thế nào ấy. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Mình muốn debug á, thì mình bấm vào đây hoặc tiếp tục chọn start debugging, chọn như thế này. Đây thì nó vẫn tiếp tục chạy thôi, nhưng mà mình sẽ thấy được thực tế là lúc nó chạy chương trình nó chạy như thế nào luôn. Thì bạn thấy không, thì bình thường là nó chạy mất cái dòng lệnh này rồi, nhưng mà hiện giờ nó đang có một cái mũi tên màu vàng ở đây, nó chỉ là hiện giờ đang lệnh đang dừng ở dòng này nè, dòng A này nó chưa có giá trị gì hết, tầm bậy. Khi mình nhảy qua một cái thì A nó sẽ bằng 3, còn ở đây B á, nó sẽ bằng một giá trị tầm bậy, thì mình sẽ coi thử thằng B nó giá trị của nó là cái gì. Hiện giờ á, nó đang hiện ở số, cái này là số hệ 10 cho nên thấy số âm, nhưng mà sẽ chuyển sang ở dạng hệ bát phân thì hệ 18 á, 16 á, thì mình sẽ thấy là chuyện nó không biết như mình đã thông báo ở đây ha. Thì cái giá trị này là cái giá trị dùng để debug. Thì khi mà mình nhìn thấy một cái biến nào mà có giá trị như thế này á, hoặc là ở dạng này á, là 3, 4, 60 như thế này nè, thì mình biết được rằng cái biến này chưa được gán một giá trị nào cả. Thì mình phải hiểu là nếu mà như vậy á, là không có tốt. Bây giờ mình sẽ cho thấy là tại sao nó không tốt ha. Khi này nó đang giá trị là tầm 7 ha. Bây giờ mình in nó ra, in nó ra thì nó sẽ mới bằng 2. Rồi bây giờ mình dừng lại tại đây đi. Rồi các bạn để ý nha, thì bây giờ mình thử mình in cái giá trị này ra thì sẽ như thế nào. Bây giờ mình in cái CL ra, cái A ra, rồi bắt đầu sau đó mình xuống hàng một tí cho nó dễ phân biệt với lại cái dòng lệnh phía trên. Là ở đây mình sẽ in cái thằng B ra, và mình in thêm một lần thằng B ra nữa ở đây, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thì tại vì ở đây nè, cái gì A được khai báo bằng 3 rồi, nên khi mình in ra nó sẽ ra một cái giá trị gì đó cố định, còn là số 3 này. Còn cái trường hợp B này là mình chưa gán cho nó một giá trị nào cả, cho nên sẽ sinh ra một cái số tạp nham. Thì cái điều này nó không có đảm bảo, tại vì mình không muốn ra con số này đâu, con số này là con số mà nó có sẵn rồi. Thì mình muốn in ra cái gì đó thì mình phải chắc chắn rằng trước khi in ra là mình biết giá trị của nó là gì rồi. Bây giờ mình chạy thử ha. Đây nó sẽ debug, nhưng mình muốn bỏ qua chuyện debug thì mình bấm thêm nó một lần nữa thì nó sẽ chạy tiếp. Thì đây nó sẽ báo một cái lỗi là cái biến variable b nè, nó được dùng nhưng mà nó chưa được khởi tạo một cái giá trị nào cho đó. Thì mình cứ này nó cảnh báo thôi, mình cứ chạy qua đi. Đây thì nó sẽ ra nè là a là bằng 3 nè, và b trước khi gán nó là con số tầm bậy, và sau khi gán nó là bằng 2. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp một cái lỗi thường hay gặp các bạn mới lập trình, đó là sử dụng cái biến toàn cục. Biến toàn cục là cái biến gì? Hồi trước giờ là mình hay lập trình, mình hay code ở trong hàm main đúng không? Bây giờ mình thử mình viết ra ngoài hàm main thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình ghi mình biến in, là mình ghi là biến toàn cục. Thì đây mình sẽ không có làm gì cái biến này cả, mình không có cái mong nó một giá trị nào hết. Rồi bây giờ mình thử mình in giá trị của nó ra thì nó sẽ bằng bao nhiêu ha.
À, mình in cái giá trị biến toàn cục này ra, rồi các bạn sẽ thấy là nó có một điều rất là đặc biệt. Chạy thử ha. Thì như mình thông thường hay thấy là biến toàn cục á, đây nó đã gán sẵn bằng không rồi nè. Thông thường á, nếu mà biến ở biến trường hợp là biến A với biến B là biến ở trong á, thì nó sẽ bạn gán giá trị là giá trị bất kỳ, nhưng mà trong trường hợp là biến toàn cục á thì nó sẽ gán giá trị là không. À, mình chạy thử ha. Đây, nó vẫn cứ báo lỗi là cái trường hợp B mình chưa có cho nó một cái giá trị nào cả, thì nó chạy nè, thấy giá trị toàn biến toàn cục nó bằng không rồi. Thì mình chỉ cho các bạn thấy sự khác biệt do một cái biến mình đã tạo bên ngoài hàm main và biến tạo bên trong hàm main, thì cái biến này gọi là biến toàn cục. Khi nào có điều kiện mình sẽ giới thiệu với các bạn như thế nào là một biến toàn cục, cách sử dụng của nó và những cái nên và không nên khi sử dụng biến toàn cục. Bài hướng dẫn của mình xin kết thúc ở đây. Trong những cái clip tiếp mình sẽ giới thiệu nhiều thứ thú vị hơn. Cảm ơn các bạn.